Bộ Công an thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Sáng ngày 11 tháng 10, Bộ Công an tổ chức trọng thể lễ tuyên bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã trao quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và bộ máy công tác cán bộ của Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân cho Ban Chỉ huy Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân và 11 đồng chí thuộc Trung đoàn. Theo quyết định của Bộ Công an, Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân là một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động bay, theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai và thực hiện các hoạt động bay khác của Trung đoàn, theo chương trình kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt. Trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân và Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay và tiếp theo, nhất là trên các địa hình, địa bàn phức tạp, cần giải quyết tình huống khẩn cấp, cơ động nhanh, ứng phó kịp thời với chủ động mọi tình huống, đảm bảo yếu tố bí mật bất ngờ, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản khi giải quyết các vụ việc, tình huống và các phương tiện cơ động chiến đấu, đường bộ, đường sắt và đường thủy chưa đáp ứng được đòi hỏi lực lượng công an nhân dân. Trước tiên là lực lượng cảnh sát cơ động phải được trang bị máy bay trực thăng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu trang bị thực hiện cho lực lượng cảnh sát cơ động theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đặt ra. Vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất về chủ trương và được chỉ đạo của Bộ Chính trị. Sự chấp thuận của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất, doanh trại và đội ngũ cán bộ chuyên môn để sớm ổn định tổ chức, đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị có chức năng liên quan, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an những vấn đề cần thiết để hoàn thiện Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân đi vào hoạt động theo lộ trình. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẳng định sẽ nghiên cứu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Tô Lâm, coi đây là mệnh lệnh đối với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân, đồng thời sẽ cụ thể hóa thành nội dung, chương trình, kế hoạch để kịp thời tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an triển khai xây dựng Trung đoàn trở thành một đơn vị vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương, có khả năng tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng thành thạo các phương tiện bay, phương tiện kỹ thuật hàng không, để luôn chủ động, sẵn sàng, cơ động nhanh, làm chủ mọi tình huống. Đã ra quân là thắng lợi mọi nhiệm vụ và Đảng, Nhà nước và Bộ Công an và nhân dân giao phó. Trên đây chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn thông tin về việc Bộ Công an thành lập Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân Việt Nam.